Xin chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR6. Con máy khá là đẹp, mã số 10 các bác nhé. Cái chiếc này thì em có cái đề can, em đã dán cái số rồi là các cái chức năng vào đây cho các bác. Bảng điều khiển đẹp, TR6, hình thức bên ngoài làm sạch đẹp. Con máy trong cái phân khúc thì tầm là tiền nó vừa phải các bác nhé. Năm ngoái thì cái chiếc này có giá xấp xỉ 7 triệu, năm nay thì nó còn có 3 triệu rưỡi thôi. Đây là 2014 các bác nhé. Nội ngoại thất còn rất ok. Dòng chỉ máy rửa bát các bác yên tâm là không bao giờ hỏng nhé. Đấy, không bao giờ hỏng. Đấy là em khẳng định một điều là như vậy luôn. Dòng chỉ nhà không thiếu gì cả. Chiếc TR6. Các tính năng thì trên máy các bác nhìn nó cũng... Đây, nhiệt độ thấp này, tiêu chuẩn, rửa mạnh, rửa nhanh, nhiệt độ cao, nước nóng 80 độ C, thời gian sấy, bật này, bật sấy 30 phút thôi. Các bác nhớ bấm một lần thì nó nhớ nhá, tắt đi. Đấy, bật lại sẽ nhớ luôn. Đấy, hẹn giờ các bác dùng thì hẹn, không thì thôi, 4 tiếng sau rửa. TR6 đây. Chiếc này em bán là 3 triệu rưỡi, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa phí nát. Có lưu ý là máy rửa bát Nhật là sử dụng điện 100V nhé. Chiều cao của cái dòng này là cao 65, rộng 55, dày 35. Rửa hoàn toàn bằng nước nóng, không cần phải chất tẩy rửa gì, vẫn sạch, ngon lành. Chào các bạn.